Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraina tạo bẫy nguy hiểm cho Nga ở Crimea. Sau khi nhận được tên lửa đạn đạo ATACMS của Mỹ với tầm bắn 300 km, Ukraina giờ đây có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Crimea và gây hậu quả nghiêm trọng cho quân đội Nga. Từng Mỹ, quân đội Nga không thể trụ được ở Ukraina. Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa dỡ bỏ lệnh cấm Kiev tấn công các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga khiến Ukraine như bị trói chân trói tay nhưng họ vẫn có những thành công. Minh chứng bằng tính hiệu quả của chiến dịch tập kích vào Crimea. Tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu và cố vấn cấp cao của NATO, nhận định lực lượng Kiev đang chiến đấu một cách có hệ thống để khiến quân đội Nga không thể trụ được ở Ukraine. Economist nhấn mạnh rằng Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã đầu tư số tiền khổng lồ vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Crimea và hiện nó đang bị đe dọa. Theo chiến lược gia người Anh Lauren Frishman, Crimea là một điểm yếu đối với Nga, họ có quá nhiều thứ cần bảo vệ ở đó. Vì vậy đây là cách tốt nhất để Ukraine gây, Ukraine gây áp lực thực sự lên tổng thống Putin nhằm đạt được những nhượng bộ trong tương lai. Cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Đức Nicole Ange đồng ý với suy nghĩ của ông Frishman, chỉ ra rằng Crimea là tài sản quan trọng nhất của Nga nhưng nó cũng rất dễ bị tổn thương. Ukraine đang cố gắng biến Crimea thành một món nợ đối với ông Putin chứ không phải một tài sản. Mục tiêu của họ là cô lập bán đảo này, bóp nghẹt nó như một trung tâm hậu cần và do đó đẩy lực lượng không quân và hải quân Nga ra khỏi miền nam Ukraine. Economist lưu ý, Ukraine đã chứng tỏ khả năng của tên lửa hành trình Storm Shadow SCALP của Pháp Anh, cũng như các xuồng không người lái, USV, của hải quân nước này có thể bắn trúng các tàu chiến Nga, đặc biệt là các tàu đổ bộ lớn lớp Ropucha, được sử dụng làm tàu vận tải quân sự, hầu hết đã bị phá hủy. Theo thống kê mới nhất, USV và tên lửa của Ukraine có thể đã vô hiệu hóa tới một nửa hạm đội biển đen đáng gờm một thời. Nga buộc phải sơ tán phần còn lại của hạm đội từ Sevastopol đến cảng Novorossi, nằm cách đất liền Nga hơn 300 km. Tuy nhiên, Chính Novorossi cũng đã bị tấn công bởi phương tiện không người lái trên biển và trên không vào ngày 17 tháng 5 khiến nhà ga và nhà máy điện cũng như căn cứ hải quân đều bị hư hại. Căng thẳng leo thang Tình thế thậm chí đang trở nên căng thẳng hơn nữa khi Ukraine đang sử dụng sự kết hợp nguy hiểm giữa tên lửa Atak và phương tiện không người lái ngày càng tinh vi để làm suy yếu một cách có chủ đích hệ thống phòng không của Nga ở Crimea. Họ cũng tấn công các căn cứ sân bay nơi các chiến đấu cơ Nga xuất kích và đồng thời nhằm vào các cơ sở kinh tế và hậu cần quan trọng. Chuyên gia Friedman tin rằng, việc tập trung vào việc vô hiệu hóa mạng lưới phòng không của Nga cũng có thể là một phần trong quá trình chuẩn bị cho lô máy bay chiến đấu F16 đầu tiên từ châu Âu sắp xuất hiện. Trong đó, điển hình là các cuộc tấn công vào căn cứ không quân coi ở Đông Bắc Crimea vào ngày 17 tháng 4 khiến trực thăng, một khẩu đội tên lửa S400 và tháp chỉ huy và điều khiển bị hư hại, và vào căn cứ không quân ở Belbek gần Sevastopol hôm 15 tháng 5. Phá hủy 4 máy bay cũng như radar và ít nhất hai xe bệ phóng của tổ hợp S400. Ngày hôm sau, sân bay Belbek lại bị tấn công một lần nữa. Mới đây nhất, vào ngày 30 tháng 5, hai tàu tuần tra của Nga đã bị phá hủy và hai phà vận tải bị hư hại gần cầu cơ cầu Crimea trong các cuộc tấn công riêng biệt bằng USV. Điều quan trọng cần lưu ý là hệ thống phòng không S400 rất đắt tiền và được quảng cáo rầm rộ của Nga đã tỏ ra không hiệu quả. Chuyên gia LANGE nhận định Ukraine đang sử dụng UAV mồi bẫy để lừa phòng không Nga phát sóng radar và tiết lộ vị trí của họ. Dữ liệu mục tiêu ngay lập tức được truyền tới các kíp chắc thủ tên lửa ATAC MS. Trong 6 phút, các tên lửa gần như không thể bị phát hiện do tốc độ và diện tích phản xạ radar nhỏ đã bắn trúng mục tiêu chỉ định. Tướng Hodges lưu ý rằng tên lửa S-400 cũng có nguy cơ bị lực lượng đặc biệt Ukraine hoạt động ở Crimea phá hoại. Mỗi tổ hợp tốn khoảng 200 triệu đô la Mỹ và không dễ thay thế. Ông nói, quân đội Nga không có nơi nào để ẩn náu với sự trợ giúp của vệ tinh và tình báo trên không do các đồng minh NATO cung cấp cũng như các lực lượng bí mật trên thực địa. Không có gì biến động gì ở Crimea mà Ukraine không biết. Với sự xuất hiện của tên lửa Atak MS từ Mỹ và UAV nội địa cải tiến của riêng mình, mỗi mét vuông trên bán đảo đều nằm trong tầm tay lực lượng Kiev, bao gồm cả các mục tiêu nhạy cảm về thời gian như máy bay và phương tiện di chuyển dọc theo đường bộ hoặc đường sắt. Tướng Hodges cũng tự tin rằng quân Ukraine sẽ phá hủy cầu Crimea khi họ sẵn sàng. Tuy nhiên, một nhiệm vụ có thể khó khăn hơn với Ukraine sẽ là phá hủy tuyến đường sắt mới chạy dọc biển Azov từ Rostov qua các thành phố Mariupol và Berdyansk phía nam Ukraine tới Crimea. Tư lệnh lực lượng phòng vệ miền nam Dmitry Pletenchuk của quân đội Ukraine tin rằng tuyến đường sắt dọc hành lang đất liền là sự thừa nhận của Nga về nguy cơ cầu Crimea có thể sẽ bị phá hủy. Ông Pletenchuk nói, Nga đang tìm cách phòng ngừa các vụ tấn công vì họ hiểu rằng sớm hay muộn rằng sớm hay muộn họ cũng sẽ gặp vấn đề. Economist lưu ý, phép thử đầu tiên về thành công chiến lược của Ukraine trong chiến dịch phong tỏa Crimea có thể diễn ra vào mùa hè này, khi khách du lịch Nga thường đi qua cầu Kerch để đến các khu nghỉ dưỡng trên bán đảo. Nếu du khách quyết định không đến bán đảo này, đó sẽ là một dấu hiệu xấu đối với Nga do Crimea phụ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch, với lượng đặt phòng giảm gần một thách thức với tổng thống Putin, dân số suy giảm giữa xung đột kéo dài với Ukraine. Suy giảm dân số đang là vấn đề nhức nhối đối với nước Nga, mà một trong các yếu tố khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng được cho là những tổn thất trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo tờ Wall Street Journal, ngoài số lượng binh sĩ Nga không qua khỏi trong cuộc xung đột với Ukraine, số người rời đất nước lên tới 920.000 công dân tính đến tháng 7 năm 2023 kể từ khi xung đột bắt đầu. Thì trước đó, từ năm 2020 đến năm 2022, ước tính có khoảng 1,12 triệu người Nga đã không qua khỏi trong đại dịch COVID-19. Và đất nước này đang có tỷ lệ sinh thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận, vấn đề nhân khẩu học thực sự là một vấn đề cấp bách. Các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ sinh là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và Tổng thống. Hầu hết các mục tiêu phát triển của đất nước đều hướng tới mục tiêu này bằng cách này hay là cách khác. Để đạt được mục tiêu đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố năm 2024 là năm của gia đình. Ông nhấn mạnh việc nâng cao tỷ lệ sinh là ưu tiên quốc gia, đồng thời đã ban hành các khoản trợ cấp cho những người có từ ba con trở lên, chi tới 157 tỷ đô la Mỹ cho các biện pháp hỗ trợ gia đình và trẻ em trong 6 năm tới. Ông kêu gọi bản thân xã hội Nga cần thay đổi với việc các gia đình đông con trở nên phổ biến hơn. Làm mẹ là thiên chức cao cả của phụ nữ, Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu nhân ngày Quốc tế phụ nữ hồi tháng 3: Gia đình là điều quan trọng nhất đối với mọi phụ nữ, bất kể cô ấy chọn con đường sự nghiệp nào hay là đạt được đỉnh cao nghề nghiệp ra sao. Trước đó vào tháng 12 năm 2023, ông Putin cũng kêu gọi phụ nữ Nga học theo truyền thống sinh 7 đến 8 người con. Nhiều người Nga duy trì truyền thống gia đình với 4 đến 5 đứa con trở lên được nuôi dạy hãy nhớ lại rằng trong các gia đình Nga, bà và bà cố của chúng ta có tới 7 đến 8 người con. Chúng ta hãy bảo tồn và khôi phục những truyền thống như vậy, ông nói. Trước khi Liên Xô tàn giã vào năm 1991, Moscow tự hào có dân số lớn thứ ba thế giới. Ngày nay, dân số Nga chỉ đứng thứ 9 trên toàn cầu với 146 triệu người. Nga đã bổ sung thêm 2,4 triệu người vào dân số sau khi sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Nicolas Ebestad, nhà kinh tế chính trị tại Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington DC, nói. Chương trình dân số thành công nhất mà Điện Kremlin thực hiện là sát nhập các vùng lãnh thổ lân cận, chứ không phải là làm tăng tỷ lệ sinh. Ông Eberstadt đánh giá, việc mất đi những nguồn nhân lực sẽ là tổn hại đến tương lai kinh tế của Nga. Theo tờ Wall Street Journal, điều này cũng dẫn đến tình trạng thiếu lao động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất quân sự của Nga, buộc chính quyền Nga phải điều phối lại phần lớn lực lượng lao động. Lãnh thổ mở rộng, dân số thưa Nga, quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới với dân số 147,2 triệu người, theo điều tra dân số năm 2021. Mật độ dân số của Nga là 9 người trên 1 km vuông. Theo cuộc điều tra dân số này, khoảng 81% dân số là người dân tộc Nga, 19% là người dân tộc thiểu số. Các nhà nhân khẩu học cho biết, Nga ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhập cư để duy trì dân số. Dân số Nga cũng ngày càng giảm do hậu quả của đại dịch COVID-19, cũng như cuộc xung đột kéo dài với Ukraine. Khi đại dịch COVID-19 ập đến, Nga là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới. Theo nhà nhân khẩu học Alexei Rasta từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022, khoảng 1,12 triệu người Nga đã không qua khỏi vì đại dịch và các hậu quả về sức khỏe của nó, số người không qua khỏi tương đương ở Mỹ dù dân số Nga chưa bằng một nửa. Bên cạnh đó, tuổi thọ trung bình ở Nga là 70 tuổi vào năm 2022 so với 78 tuổi ở Mỹ. Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học còn trở nên sâu sắc hơn do tình trạng chảy máu chất xám và rút nguồn nhân lực do các lệnh trừng phạt hàng loạt của phương Tây áp đặt lên đất nước. Vào tháng 3 năm 2023, tờ The Economist đưa tin rằng trong 3 năm qua, nước Nga đã mất thêm khoảng 2 triệu người so với mức bình thường do cuộc chiến ở Ukraine và làn sóng di cư. Là đất nước có lãnh thổ rộng lớn với nhiều tiềm năng kinh tế đáng ngạc nhiên, Nga vẫn đang trải qua mô hình dân số dao động kể từ khi Liên Xô tan rã. Trong thời hậu Xô Viết, nước Nga đã chứng kiến tình trạng khi tiến khi lùi về nhân khẩu học và ngay cả những chính sách nhà nước được thông qua cũng không thể hỗ trợ cho dân số gia tăng trong những năm qua. Tình hình kinh tế chưa khuyến khích các gia đình có nhiều con nên nhiều người đã chọn sinh một con. Các số liệu nhân khẩu học có thể gây bất ngờ. Vào tháng 8 năm 2023, cơ quan thống kê nhà nước liên bang Rosstat cho biết

Kết quả là vào đầu năm 2023, dân số Nga không bao gồm số liệu thống kê chính thức từ các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporozhia và Kherson mà Nga sát nhập từ Ukraine đã giảm xuống còn 146,4 triệu từ mức 147 triệu vào đầu năm 2022. Theo trang Modern Diplomacy, thượng nghị sĩ Kirill của Moscow và toàn nga, người đứng đầu giáo hội chính thống giáo Nga. Vào tháng 9 năm 2023, đã ký một bản kiến nghị công khai về việc thông qua luật phá thai ở Liên bang Nga. Các tác giả kiến nghị phản đối việc phá thai, hành động mà họ mô tả là hành vi sát hại lũ trẻ chưa sinh một cách hợp pháp. Họ yêu cầu sửa đổi luật pháp và công nhận phôi thai đã được thụ thai là một con người mà mạng sống, sức khỏe và hạnh phúc cần được pháp luật bảo vệ. Nhân khẩu học và ý nghĩa đối với nền kinh tế Nga Nga được cho là thiếu số lượng người di cư đủ để thực hiện các kế hoạch phát triển đầy tham vọng của mình. Bất chấp nhiều nỗ lực chính thức khác nhau, bao gồm việc chi trả hỗ trợ để kích thích tỷ lệ sinh và điều chỉnh chính sách di cư để tăng dân số, Nga vẫn trải qua tình trạng dân số giảm. Trong quá khứ, những nỗ lực của chính phủ nhằm tái định cư vùng Viễn Đông cũng tỏ ra vô ích. Có vẻ như hầu hết các dự án kinh tế ở Viễn Đông Nga đã chuyển sang người Trung Quốc những người đang tích cực thực hiện sản xuất trong khu vực. Vùng Viễn Đông là một vùng rộng lớn với dân số ít, nhưng lại có tiềm năng kinh tế to lớn chưa được khai thác và rõ ràng đang thu hút người Trung Quốc. Khuyến khích tăng tỷ lệ sinh, gia tăng dân số, đặt ra những vấn đề cần giải quyết nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng dân cư ở Nga. Thời gian tới là một trong những nội dung hết sức quan trọng của thông điệp Liên bang Nga năm 2024 của Tổng thống Putin tuy nhiên để hiện thực hóa được những nội dung trên thì đòi hỏi chính phủ nga sẽ phải vượt qua hàng loạt khó khăn thách thức từ tâm lý người dân đến tài chính liên bang và của từng địa phương để giải quyết vấn đề này